hai sự táo bạo quá mức kinh văn a nan hiệu bỉ định trung chư thiện nam tử kiến sắc ấm tiêu thọ ấm minh bạch thắng tướng hiện tiền cảm kích quá phần hốt hư kỳ trung sanh vô hạ dũng kỳ tâm mãnh lợi trí tẻ chư phật vị tam tăng kỳ nhất niệm năng việt việt dịch lại nữa A Nan, khi hành giả ở trong trạng thái định này thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ cảnh giới thủ thắng hiện ra, cảm kích quá phần, bỗng dưng trong đó sinh tâm rất rõng mãnh, thông minh bén nhạy, sánh đồng như Phật, cho rằng có thể vượt qua ba a tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Giảng lại nữa A Nan, khi hành giả bao gồm tất cả những thiện nhân đang tu tập phật pháp khi ở trong trạng thái định này thấy sắc ấm đã tiêu dung thọ ấm tỏ rõ trong năm uẩn biết rõ sắc ấm đã tiêu rồi và hoàn toàn biết rõ sáng suốt về thọ ấm lúc ấy cảnh giới thù thắng hiện ra một nhãn quan đặc biệt và hiếm có xuất hiện trong tâm hành giả cảm thấy rất là khoan khoái dễ chịu tuy nhiên thái quá như bất cập có một chút khác nhau giữa người đi quá xa và người đi khá xa mà chưa đến đích cả hai trường hợp đó đều không hợp với nghĩa trung đạo ví như khi đi du lịch nếu ông đi vượt quá nơi ông muốn đến thì cũng đồng như chưa đến đích vậy vậy nên trong cảnh giới thiền định này người ấy cảm kích quá phần rồi bỗng dưng phát ra tâm trí rõng mãnh thông minh bén nhạy sánh đồng như phật dõng mãnh tinh tấn một cách đáng sợ chưa từng có tự cho rằng mình đồng như chư phật nói rằng đức phật và mình như nhau cho rằng mình có thể vượt qua ba a tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm cho rằng có thể vượt qua a tăng kỳ kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba chỉ trong một niệm, do đó anh ta nói mình là Phật, không những nói mình là Phật mà anh ta còn nói mọi người là Phật, loại người như thế là đã rơi vào tà chi tà kiến. Thực ra mỗi người đều có một đức Phật trong tâm, nhưng phải nhờ công phu tu tập mới nhận ra Phật tánh, ngay cả khi quyết tâm tu hành cũng không thể trở thành Phật chỉ trong một niệm mà phải cần một thời gian rất lâu xa, dù thời gian ấy có thể rút ngắn lại nhờ hiểu biết và thực hành đúng chánh pháp, vẫn khó có thể thành Phật chỉ trong một niệm. Người nếu có tu hành nhưng không được thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy cho, dù có tu tập cần cổ cách mấy đi nữa anh ta cũng chỉ tăng trưởng tà kiến trong suốt thời gian tu mà thôi tự thấy rằng trải qua một thời gian tu tập lâu dài như vậy cũng không ngoài việc thành phật nên anh ta tự xác định rằng mình là phật đây là tự nâng mình lên ngang như chư phật tình trạng này xảy ra khi thọ ấm tan rã anh ta nói rằng mình đồng như chư phật Thực vậy, chỉ một niệm sai lầm đó anh ta liền dính mắc và quyến thuộc của ma vương.